Chào mừng các bạn đến với kênh Tiếng Tài của mình. Kênh Tiếng Tài là nơi chia sẻ những kiến thức xe máy cũng như là trải nghiệm những sản phẩm mới áp dụng vào xe máy của mình. Vâng, trước màn hình của mình hiện tại là một chiếc máy Smart Tool 2 kết nối với dòng xe Piaggio, điển hình là con Airplay MUA3 125. Vâng, chủ đề hôm nay mình muốn nói tới á là sử dụng cái máy Smart Tool 2 reset lại cái mã KD đối với dòng xe Piaggio, cũng như là đăng ký chìa khóa, quy trình đăng ký chìa khóa cho dòng xe Piaggio nói chung cũng như là dòng xe Airplay nói riêng hai các bạn. Bây giờ mình xin nói là cái quy trình cũng như cái điều kiện, các bước chuẩn bị để đăng ký cái chìa khóa cho dòng xe Piaggio nói chung. Tất cả những dòng xe Piaggio có chìa khóa từ, quy tắc đăng ký sẽ là giống nhau. Hai các bạn, điều kiện đầu tiên của các bạn là cần phải chuẩn bị cho mình là hai chìa khóa Piaggio đã làm cơ khí rồi, đã giũa cạnh rồi. Nha các bạn, đã giũa cạnh rồi. Đây là điều kiện cần thiết nha. Và điều kiện thứ hai là trong cái chìa khóa này nè, các bạn sẽ thấy đây, đây chỗ này đây chứa con chip của mình, và kể cả bên đây cũng sẽ là chứa con chip của mình luôn nha. Có nghĩa là điều kiện đầu tiên là phải có hai cái chìa khóa, và điều kiện tiếp theo của mình là trong chìa khóa phải chứa hai con chip từ nha các bạn. Hai con chip từ này bắt buộc các bạn cần phải có mã khác nhau nha. Các bạn nên nhớ là đối với chìa khóa, mỗi chìa khóa là một cái mã. Bây giờ mình xin nói cái vấn đề là reset lại cái mã kia đi, để khi mà các bạn có muốn reset để đăng ký một cái chìa khóa mới cho khách hàng á, thì mình reset nó đi. Đây, các bạn thực hiện chức năng reset thì vào cái phần là Smart Key nha các bạn. Liên quan tới khóa thì mình sẽ vào phần Smart Key. Đây, mình chọn, mình sẽ chọn là hãng Piaggio. Chọn. Và khi vào đây các bạn nên để ý nè, nó sẽ hỏi cho mình là MUA3, MUA mấy, cái mã là ECM là mã gì. Thì bắt buộc các bạn cần phải biết cái mã đó cho chính xác. Đối với máy Smart Tool á, thì nó sẽ giải quyết cái vấn đề này rất là nhanh. Lý do là máy Smart Tool nó sẽ tự động kết nối với xe, thì mình sẽ thông qua tính năng đó để mình tìm cái xe này là mã MUA mấy nha các bạn. Bây giờ mình xin thoát ra, mình sẽ tiến hành là vào động cơ để mình tìm cái mã của nó. Mình sẽ kéo vào phần Piaggio. Đây, khi vào phần động cơ rồi, các bạn kéo xuống cái phần cuối cùng là thông tin ECM, thì mình sẽ biết được xe này là mã gì. Đây, kiểu ECM 26M3G1 chính là mã MUA3 của mình nha các bạn. Các bạn nên tận dụng cái tính năng tự động tìm xe của máy Smart Tool để mình tìm kiểu ECM cho dòng xe VIS3 rất là nhanh. Rồi bây giờ tôi xin tiến hành là thoát ra để tôi tiến hành là reset lại cái mã. Đây, reset lại, chọn Piaggio. Đây, mình đã xem được mã MUA3 thì mình sẽ chọn là mã MUA3. Đây, mình sẽ reset lại mã khi đi, kéo xuống reset lại khi đi, yêu cầu bật khóa điện lên thì mình tiến hành bật khóa điện lên. Rồi, tiến hành enter, reset mã thành công. Sau khi reset mã thành công thì mình xin tiến hành là quy trình
đăng ký chìa khóa cho dòng xe Piaggio nói chung. Bây giờ tôi xin nói là cái quy trình đăng ký chìa khóa cho dòng xe Piaggio nha các bạn. Đầu tiên á, các bạn đúc một cái chìa khóa, bất kỳ chìa khóa nào vô trước cũng được, và mình tiến hành là dặn cái chìa khóa lên để cái đèn code đây sáng. Sau đó mình tắt chìa khóa, mình rút cái chìa khóa này ra và đưa cái chìa khóa thứ hai vào, dặn lên, on lên, để đèn code này sáng lên, tắt, rút ra. Thì mình tiến hành thao tác, hai cái thao tác này xen kẽ lẫn nhau nha. Hai cái thao tác này xen kẽ lẫn nhau 3 lần cho đến khi cái đèn code này báo hiệu là thành công, thì đồng nghĩa với việc chúng ta đã đăng ký được hai cái mã này vào eSIM cho dòng xe Piaggio. Và mình cũng lưu ý luôn, khi mà đăng ký chưa thành công á, các bạn sẽ để ý cái đèn code này nè, nó sẽ là sáng chậm. Mình bật lên thì trong vòng nó sẽ sáng chậm. Còn trong quá trình mình thao tác mà các bạn để ý cái đèn code này mà sáng nhanh, tắt nhanh, thì chứng tỏ là mình đã đăng ký thành công rồi. Khi đó mình đã dừng được lại nha các bạn. Rồi, bây giờ mình xin tiến hành là cái quy trình đăng ký cho các bạn xem nha. Đầu tiên của tôi là tôi đưa chìa khóa đầu tiên vô, tiến hành dặn lên. Chìa thứ hai vẫn là dặn lên, đèn code sáng, tắt, rút ra. Chìa thứ hai, lần thứ hai nha. Và nhớ mình làm phải nhịp nhàng nha các bạn. Đó. Và khi đưa ra phải đưa cái chìa này xa khỏi dòng antenna nha các bạn, để hơi nó nhận sóng thì sẽ không đăng ký được đâu. Đây, các bạn lưu ý nha. Thành công, các bạn sẽ để ý đây, thành công đèn sẽ sáng nhanh và cháy nhanh nha. Đây. Như thế này là thành công rồi nè các bạn. Nha. Đã thành công rồi. Còn khi mà chưa thành công, các bạn hồi nãy sẽ thấy hàng này sẽ là cháy chậm. Ha. Rồi. Bây giờ tôi sẽ xin tiến hành đó là kiểm tra trên máy cho các bạn xem luôn. Đây, mình sẽ lên máy mình xem một lần nữa là coi thành công chưa nha các bạn. Đây, mình sẽ vào là phần dữ liệu động cơ, chọn, hiện tại đang tắt các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ dùng thiết bị máy Smart Tool 2 để kiểm tra lại xem coi đúng thật sự là mình đăng ký thành công hay chưa nha các bạn. Vào dữ liệu động cơ, các bạn kéo đến trang cuối cùng cho mình. Đây, đã là số 2 rồi nè các bạn. Cái quy trình của nó đăng ký khá là đơn giản. Nếu như các bạn mà đăng ký mà không được á, thì các bạn cứ việc đăng ký, nhớ thao tác phải điều tay, và khi thao tác á, mình rút chìa khóa ra phải để xa cái vòng anten thì đăng ký mới được nha các bạn. Quy trình như thế này khá là đơn giản. Rồi, chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn các bạn ở những video lần sau.